Xin chào mọi người đến hội thảo hôm nay. Hôm nay mình sẽ tóm tắt hội thảo 337. Thì mục đích của hội thảo 337 là đưa phương pháp mới để giúp xử lý virus corona trong giai đoạn thứ hai. Tại vì theo cái chia sẻ của thị Cash và những mấy cái thông tin theo quốc tế, những mấy nước Trung Quốc, nước Iran, nước nói chung là rất là nhiều nước đưa thông tin về bệnh, và cái vấn đề này nó liên quan đến bị có hai vấn đề mới. Một vấn đề là nếu mà ai bị virus corona, nhất là tuổi trẻ, thì không sinh con được, đó là cái tác dụng phụ của nó. Thì cái cốc ngăn loại số 4 là hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm đó để giúp cho xử lý vấn đề của virus corona trong giai đoạn thứ hai. Đây là cái mô hình, chỉ có khác biệt là cái hình bên trái này. Mình có bên đây là 3 miếng kẽm nano hết. Miếng nano chính giữa, bên phải và bên trái. Bên trái là miếng kẽm nano thẳng. Bên phải là cốc 1 và cốc 2. Cũng giống trước đây, cốc 1 là đồng, bên trái là kẽm, chính giữa là nano đồng. Cốc 2 là nano đồng chính giữa, trái và phải là đồng hết. Cái kết nối của nó là kẽm và đồng, với đồng với đồng kết nối với nhau ở trên đây. Rồi nano của cốc 1, nano của cốc 2 và nano của cốc 4 kết nối với nhau trên đây. Đó là cái chia sẻ có thể kết nối và tạo ra nó. Thì thầy kết chia sẻ là cái này là cốc thứ tư, là mình đối diện với cái trường của nó chứ không phải về cái gans. Thì khi mình được gans hay không là phụ thuộc theo mọi người và hoàn cảnh. Thì nếu mà mình cốc 4 không có gans thì mình sẽ lấy cái dung dịch ở dưới đáy của cái lọ phản ứng ở dưới đây nè. Mình có gan hay không là anh suy đi xem làm mà biết. Không nhất thiết phải có gan ở dưới đáy của lò phản ứng thứ tư. Và phương pháp để áp dụng là mình dùng thì cái gọi là cốc 3. Thật sự mình gọi cốc 4 tại vì mình tính trong đó còn cốc nhân loại nữa. Thì cốc 1, cốc 2, cốc nhân loại mình gọi là cốc 3. Nhưng trong cái hình này thì cái gọi cái cốc linh hồn là cốc 3. Mình đổi lại thì cốc thứ tư cho nó phù hợp những cái cốc nhân loại. Và để dùng nó, mình dùng cái tỷ lệ khoảng 20% đến 40% của cốc 1. Mình pha trộn với cốc 1 và cốc 2 để mình có thể xịt trong cơ thể của người. Mình so lên cơ người, mình dùng nó để tắm thường xuyên. Và tỷ lệ của cốc 1, cốc 2 thì phụ thuộc cho mọi người, thì cái không có cho cái tỷ lệ, nên mọi người làm theo cảm nhận của mình đi. Và thầy Cass nói là trước đây mình có một miếng kẽm, giờ mình cắt có 3 phần. 2 phần là mình xoáy nó nhiều càng xoáy càng tốt, để tạo một cái chênh lệch, để tạo một cái chênh lệch thì mình có nhiều cái gọi là cái khác biệt, cái full spectrum của nó. Cái chênh lệch rất là nhiều, rất là nhiều chênh lệch. Và muối mình dùng khoảng 10 đến 15% cho cái dung dịch muối. Muối gì cũng được hết trơn. Và thầy cái số mình lưu ý khi mình làm cái cốc thứ tư này, mình lưu ý cái mấy cái cuộn đồng này nó có rung hay không, và gas mình làm ở dưới đáy nó có màu khác như thế nào, hay là giống cái màu trước đây. Thì đó những mấy cái chi tiết mình nên lưu ý đến. Và mình cũng có thể làm cái linh hồn của cơ thể, cũng giống như là mình làm cốc bên trái là cốc thứ tư đi, là mình 3 nano kẽm hết trơn. Thì miếng bên phải là cốc thứ năm là toàn là nano đồng hết. Nano đồng bên giữa, nano đồng bên phải và nano đồng bên trái, mà miếng dẹp chứ không phải mà nó xoắn xung quanh cũng như là so ở bên giữa và bên phải.
Thì hai phương pháp đó, cốc 4 và cốc 5 cũng xử lý virus corona là trong giai đoạn thứ hai. Nhưng cái cốc của linh hồn cơ thể thì nó vật chất hơn trong cái thế giới 3D về cái cơ thể của mình. Còn cốc của linh hồn thì nó dùng sức mạnh của linh hồn để hỗ trợ về cảm xúc của con người. Thì cốc phương pháp nào cũng được hết trơn. Thì tốt nhất là mình làm cả hai để mình xem cái khác biệt và để so sánh. Đây là gọi là soul physicality, là cốc của linh hồn, linh hồn của cơ thể. Và thầy Cass cũng nhắc nhở, nhớ lấy gas ở dưới đáy, nhất là ngay chỗ chân giữa. Nó có gas hay không, không quan trọng. Nếu mà có dung dịch thì mình lấy cái dung dịch ngay chỗ dưới đây nè. Tại đa số là mình đang học về cái trường của nó. Thầy Cass dùng phương pháp cốc thứ 4 và cốc thứ 5 để cho người ta thấy áp dụng cái trường của gas, của năng lượng plasma, chứ không còn đi con đường vật chất nữa. Phải có cái gas để có một cái hình thức, cái hữu hình gì đó để ta nhìn. Bây giờ mình phải đi một thế giới sâu hơn nữa, sâu sắc hơn, là đi cái vô hình của nó, lấy cái trường của nó. Dù khi mình làm gas, nhiều người thắc mắc tại sao làm cốc 1, cốc 2 hay là cốc nhân loại mà tôi không thấy gas gì hết trơn. Cái họ đang nhìn một cái, thì Cass thường nói một cái câu, you are too physical, là mình vật chất quá, mình chỉ thấy những gì có sờ được, nhìn được thôi, mà mình không có lưu ý cái trường nó tạo trong cái loại phản ứng như thế nào mà dùng cái trường đó. Nên trong cấp 4 và cấp 5, cái mình đang học hỏi là làm sao dùng cái trường đó để xử lý cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Và khi mình làm được cái cốc thứ tư này, là của cốc linh hồn, là mình sẽ hiểu được sách số 9 của ổng. Ở trong đây cũng có cốc số, là học được gọi là tạo được cái linh hồn trong sách số 1. Thì số 1, hiểu được số 1, mình sẽ hiểu được số 9. Tại trong cái đây, là cốc 1 hay là cốc 4 hay là cốc gì đó, mình đang tạo được một cái linh hồn. Cái linh hồn này là trong cái giống như là ở địa cầu này thôi. Cái linh hồn của cốc nhân loại á, với cốc nhân loại xin lỗi, cốc linh hồn của cốc số 4, cái sức mạnh của nó tương đối với linh hồn của vũ trụ hơn. Tại vì cái đó nó làm bằng nano chứ không phải vật chất. Và khi mà mình làm những cái cốc số 4, cái trường đó sẽ bao gồm những mấy cái xô, cái linh hồn ở trên cái môi trường, trên không gian của mình. Trước đây khi mình làm cái quả cầu hòa bình, nó chỉ bao gồm trong trạng thái vật chất thôi. Bây giờ khi mình làm kẽm cốc thứ tư trong trạng thái nano, nó bao gồm cái trường của plasma, và nó bao gồm những mấy cái linh hồn và cái mạng sống ở trên cái môi trường của mình. Khi mà mình làm cái tạo đó kết nối xung quanh quốc tế trên thế giới này, mình sẽ tạo một cái quả cầu xung quanh để nó bao gồm những mấy cái linh hồn đó. Đây là thầy Cass giải thích lại rõ ràng hơn cách kết nối của cốc nhân loại số 4, là mình có 3 miếng nano đồng kẽm ở đây, hay là 3 miếng nano đồng. Thì 3 miếng này nó kết nối, ở đây là 1, cái đây là 2, và chính giữa đây là 1 cái sợi dây. Thì người khác, đây là 1 sợi dây, 2 sợi dây thứ 3, và dây thứ 3 này chính giữa mình kết nối với cốc 1 hay cốc 2. Kết nối như thế nào thì phụ thuộc cho mình, ông nói mình tự cảm nhận đi, không nhất thiết là sẽ kết nối với gọi là cốc 1, cốc 2 giống như hình ảnh đầu tiên. Mình có thể làm theo cảm nhận của mình. Thì mình sẽ kết nối một cách khác, là mình sẽ cái cốc này, cốc thứ tư, mình sẽ kết nối với cốc nhân loại. Thì các phương pháp của cốc thứ tư giống như cốc nhân loại, nhưng nó sẽ không có một cái dây kết nối với nano đồng và những mấy kẽm và đồng bình thường. Chút mình sẽ chia sẻ, mình chỉ lại cho thấy rõ ràng hơn về cách kết nối kiểu đó. Thì mỗi người làm đủ thứ phương pháp đi, trải nghiệm đi, đi học hỏi. Không nhất thiết phải làm chi tiết giống như thầy Cass chia sẻ. Làm theo cảm nhận của mình để học hỏi và trải nghiệm. Đây thầy Cass giải thích vì cái bệnh có virus của ông nào nó ảnh hưởng con người thế nào. Và nó chia ra nhiều gọi là theo cái tuổi tác của con người, theo nhóm.
Từ sinh ra đến khoảng 7 tuổi đến 10 tuổi là một nhóm bị bệnh ảnh hưởng khác nhau. Từ 9 tuổi đến 14 tuổi hay là 7 tuổi, 9 tuổi đến 14 tuổi. Từ 14 tuổi trở lên giống như là tôi còn thanh niên á, chưa thành người lớn á. Ở đây thành người lớn đến khoảng 65, cái này từ 65 trở lên. Thì trong cái nhóm, 4 nhóm này nó sẽ bị ảnh hưởng khác nhau. Trong nhóm đầu tiên từ khoảng đến 7 và 10 tuổi thì người con nít sẽ bị sốt khoảng 37 tuổi đến 42, sốt khoảng 37 tuổi xin lỗi, từ 37 độ đến 42 độ và sẽ bị hôn mê và chết. Ở thằng thứ hai á, tại vì lúc đó tuổi trẻ thì tuổi đang cơ thể đang phát triển, mình có người đang lớn lên nên những năng lượng khô gâu này nó thu hút vào, nó sẽ áp dụng vào để cho cơ thể mình phát triển nên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng khi đến giai đoạn người lớn nó sẽ làm mình bị gọi là tai biến mạch máu vì cái năng lượng nó nhiều quá, mình không cần dùng trong cơ thể đó nữa, nên cái năng lượng khô gâu này sẽ dùng cho mình bị đứng tim và bị tai biến mạch máu, và những mấy người sẽ bị chết. Và những người 65 sẽ chết rất là nhanh khi mà bị virus corona. Thì cái khác biệt là khi mà từ tuổi chúng thanh niên á, là trong cái chu kỳ này đó thì khoảng chừng hơn 14 tuổi đến khoảng cho 21 tuổi là người lớn đi, từ 14 đến 21 tuổi là sẽ bị tai biến mạch máu, và từ đến 21 đến 65 đi là sẽ bị tai biến mạch máu và bị tim đập không đập nữa, bị chết. Cái từ Việt Nam tự nhiên mình quên mất tiêu rồi, cái tiếng Anh gọi là heart attack. Đó là những cái 1, 2, 3, 4, 5 nhóm khi mà virus corona nó ảnh hưởng khác nhau. Có một số người khi mà ở bị tức giận nhất là ở trong nhóm 2, nhóm 3 này nè. Có một số đa số trong cái chu kỳ thứ hai không có triệu chứng gì hết trơn hay là rất nhẹ nhỏ. Và trong nhóm tuổi này họ có thể lấy gọi là có bị sốt một chút xíu thôi, rất là nhỏ, mà trong cơ thể họ thấy gọi là antibodies, nghĩa là những mấy cái tế bào nó phản kháng lại virus của ông này. Nhưng cái vấn đề lớn nhất sau này là dù không bị chết, không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng sau này sẽ không sanh con được. Trong mấy cái nhóm này, nhất là nhóm tuổi trẻ này nè, thanh niên nè, dù họ bị virus corona bị không chết, bị không có bị ảnh hưởng gì mấy, lớn lao gì, nhưng sau này một là bị ông, dù không bị ông thư chết cũng sẽ bị không sinh con đẻ cái được. Đây là một cái chu kỳ của hai mục đích, nhớ là gọi là tiêu diệt nhân loại. Nếu mà ai nghiên cứu sâu sắc về đại gia đình sẽ hiểu đến gọi là Agenda 21, là mục đích 21. Agenda 21, mục đích 21 của đại gia đình là giảm năng loại xuống thì khoảng 90 mấy%. Nên khi mà con người không sinh con đẻ cái được, chịu tướng, nên mục đích của corona 2 là không phải ngẫu nhiên, nó cố tình tấn công nhân loại để không sinh con đẻ cái được. Đó là sao bị bệnh mà không chết và không sinh con được. Đó là một trong mục đích của nó, là Agenda 21, để giảm số lượng nhân loại xuống hơn 90 mấy%. Nên cái cốc nhân loại, cốc linh hồn sẽ giúp mình xử lý. Tại vì trong cái chu kỳ thứ hai mà nãy mình đã chưa chia sẻ hết, là ngoài không sinh con đẻ cái, mình sẽ mất kiềm chủ cảm xúc của mình, sẽ bị điên điên khùng khùng, mình sẽ làm những cái hành động trái pháp luật trong cái hoàn cảnh này, mất tự chủ về cơ thể của mình vì không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên cốc linh hồn sẽ giúp cho mình cân bằng cảm xúc lại và giúp cho mình sinh con đẻ cái được. Nó sẽ giải quyết cái vấn đề của chu kỳ thứ hai, nhất là bị mất cân bằng cảm xúc, không kiềm chế được, và mình sẽ những cái hành động rất là trái pháp luật, nó sẽ tạo rất là vấn đề rất là lớn sau này. Đây là cái test, nói là con đường sau để gọi là birth control. Một phần khác kia nữa, cái này gọi là birth control, nghĩa là không cách ngăn cản để không sinh con đẻ cái được, không được đi ở phía sau.
một cái âm mưu. Và thầy Kess có một người học sinh hỏi làm sao xử lý được những mấy cái gọi là cái chấm đỏ 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 đó khi mà bị ung thư tế bào đó. Nó sẽ có mấy cái chấm đỏ đỏ này trên cái da mình, ông nói làm sao xử lý được. Thì có một học sinh nói thì những cái gọi là mấy cái đấm mà bị màu đỏ đỏ trên da của mình đó, là ở trên giữa ba lớp da của mình và ở trên nó có lúa đầu lên, thì mình dùng cốc 1, cốc 2 và cái cốc số mới là cốc số 3. Để giúp xử lý, để mình tạo nhất là cái cream, tạo những gì, Tekes nó đừng dùng cái dầu. Cái dầu sẽ cho cái nắng, nó sẽ giữ năng lượng vào cơ thể nó xong có phóng tỏa nó đi được. Và tài chính trong cái cơ thể này là mình cần là cái magie. Phải có magie trong đó sẽ giúp trong cái quá trình. Cốc 1, cốc 2, cốc 3. Của thầy Kess là cốc 4 của mình là cốc lên hồn đó. Team magie. Và cái này là mình cái vẽ bùa này mình quên mất tiêu rồi. Như như là dầu, nói chung là để mình dầm cái phương pháp để mình đắp đắp trên da, mình có thể dùng những gì cái anh gọi là cream, mà cream nó có cái dầu nó không tốt, mình có thể dùng những phương pháp khác để cho mình đắp lên da để cho giúp cho lên, là mình xịt lên da cũng được, miếng vải và mình nhắm những cái đầy tỷ lệ này cũng giống mình chia sẻ hồi nãy trong phương pháp đầu tiên là mọi người thì có thể cốc số 4 là khoảng 24%, rồi cái cốc số 1, số 2 là mình tự cảm nhận đi. Và magie, thật sự magie, nếu mà ai hiểu nguyên lý là trong cốc 1 nó có magie, kali và natri trong đó hết trơn rồi, và canxi nữa, nếu mà muốn bỏ sung thêm thì tùy theo mọi người, tại vì trong cốc 1 đã có magie rồi, cốc 2 cũng vậy, cốc này cũng vậy, muốn bổ sung thêm là trải nghiệm thêm nó nâng đi cái nâng lên cái hiệu quả hay không, thì đó mọi người phải trải nghiệm. Thế mình suy nghĩ là một chút xíu coi. Ok, cái này là hai gọi là cốc của linh hồn hay là cốc của linh hồn cơ thể, soul of physicality, thì hai cái đó cũng được nữa, thì hay là chọn cả hai cũng được nữa, không có nào sai hết trơn. Mình trải, mọi người thử trải nghiệm đi, làm ra cốc thứ 5 và cốc thứ 4. Cốc thứ 4 là cái cốc ra linh hồn và cốc thứ 5 là cốc linh hồn cơ thể, và pha trộn nó hết và áp dụng. Cái đây là một cái hình mình chia sẻ trong Facebook, lấy từ một anh chàng ở Golden Age of Gans. Anh vẽ hình rõ ràng hơn để cho mình thấy cái kết nối của sợi dây. Ở bên trái là mình tóm tắt lại cái cốc linh hồn để mọi người có thể làm. Cái là cốc linh hồn hay là cốc linh hồn cơ thể nó cũng giống nhau thôi. Ở đây cái khác biệt là ba miếng nano hết trơn của kẽm. Cốc linh hồn cơ thể là mình thay đổi ba miếng nano kẽm này thành ba miếng nano đồng, cũng giống như vậy nè, một miếng đồng thẳng, hai miếng nano đồng, miếng nano đồng thẳng, hai miếng nano đồng theo cái cuộn sấy giống như này là làm cái cốc linh hồn của cơ thể. Cốc linh hồn thì làm bằng kẽm, bên đây là đồng với kẽm với nano đồng, chính giữa là cốc một. Ở đây là hai miếng đồng ở ngoài, miếng đồng nano đồng chính giữa là cốc số 2. Thì cái kết nối là mình những mấy cái nano đồng là mình kết nối hết trơn thành một sợi dây. Mấy miếng kẽm và đồng bình thường mình kết nối một sợi dây khác. Nếu mà ai nhớ đó, để mình vẽ cho. Cái cốc nhân loại á thì nó có cũng giống như hai cốc 1, cốc 2 này nè, phải không? Nhưng nó có một sợi dây kết nối ở đây nữa.
đây là cái kết nối của cốc mọt, của cốc nhân loại. Nếu mọi người có thể muốn trải nghiệm cũng giống như cách mình làm là xóa bỏ đây đi, không dính ở đây. Cái anh chàng này nè, anh sẽ đi vào như đây nè, là cái cốc nhân loại bên đây, và mình cái cốc thứ tư, cốc linh hồn sẽ kết nối với cốc nhân loại qua cái thằng sợi dây chính giữa đây. Đó là cách sẽ mình sẽ làm, và mình sẽ làm một phương pháp này nữa thì làm mấy cách để xem pháp khác biệt như thế nào. Đây là cách chế biến của mình, để tại vì cái khác biệt hơn là mọi người có thể chưa hiểu rằng rõ ràng là ở đây là gọi là cái cốc một. Tại sao ở đây cũng có tạo được kẽm gọi là mà nó không có hiệu quả bằng kẽm bên đây? Tại vì kẽm ở đây á, khi mình làm ở đây á, nó gọi là có thể nói trong cái khoa học hiện gọi là bị oxy hóa. Để chút mình sẽ giải thích thêm oxy hóa như thế nào ở một cái góc độ khác thì sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng khi mà làm kẽm ở đây á, nó ở trong trạng thái vật chất, cái trường nó yếu hơn. Khi mà kẽm làm ở đây, kẽm ở bên đây nó ra được kẽm ở đây là trong trạng thái plasma, nó sẽ mạnh hơn bên đây. Tại vì khi mà những người thức tỉnh á, khi mà người làm quan sát đó, khi mà mình mất cân bằng cảm xúc á, mình phải lấy sức mạnh của linh hồn mình để kiềm chế nó, chứ không phải gì khác hết trơn. Đó là sao con người thức tỉnh kiềm chế được hành động của mình làm người quan sát, tại vì mình lấy sức mạnh của linh hồn của mình để điều khiển cảm xúc của mình. Thì ở đây khi mình bị mất, điều bị khổ ông là mình mất kiềm chế cảm xúc của mình á, thì mình phải lấy cái sức mạnh của linh hồn, hay là tương đối với đó sức mạnh của nano kẽm nó sẽ mạnh hơn nano bình thường, nano kẽm bình thường. Tại vì ai cũng biết gọi là oxy hóa hết trơn, thật sự người ta chưa hiểu hết về cái quá trình, tại vì họ chỉ hiểu một chút xíu và họ bỏ những cái hiểu biết đó trong một cái khuôn. Bây giờ mình giải thích thêm về những cái khác biệt khi mà làm cái GANS. Thì Cass bây giờ ông giải thích cho một cái người một cái đây nè, là dùng bằng nano. Nhưng trước đây mình cũng đề nghị cho mọi người á, khi làm dù cốc số 1, cốc số 2 hay làm mà cái GANS gì hết trơn á, trước đây thì ai cũng dùng cái sợi dây, hiện tại bây giờ là dùng sợi dây đồng bình thường. Nếu mà bạn dùng cái sợi dây kết nối ở trên á bằng nano đồng, nó sẽ gây GANS khác biệt như thế nào? Thứ hai nữa, ai cũng dùng cái pin hết trơn á, hay là dùng cái nguồn cung cấp năng lượng bằng điện. Nhưng nếu bạn thay thế cục pin á bằng cục pin plasma, pin plasma nó tạo cái trường ra như thế nào, cái GANS ra như thế nào? Hay là trong cái quá trình cốc một này, cái miếng kẽm này, bạn nano nó hiệu quả như thế nào? Có một người mà hỏi mình có thể trong cốc một này mình có thể nano thằng này được không? Thầy Cass nói không nên nano đó. Ông không giải thích tại sao không nên nano nó. Nhưng ở ngoài mình đã nano cái này rồi và làm cái này rồi qua bằng nano đồng. Nhưng để trải nghiệm, để thí nghiệm hay không, đó phụ thuộc từ quyết định của mọi người. Thầy Cass đề nghị không nên làm đó. Đó là cái lời góp ý của thầy Cass. Tại ông nói ông muốn dẫn mọi người trở lại nguồn gốc thành công. Thì nếu mà ai thắc mắc thì muốn trải nghiệm, thì không muốn sợ cái hậu quả hành động mà hiếu kỳ, thì có thể trải nghiệm đó. Và ai cũng thắc mắc là muốn tạo một cái kết nối cũng giống như mình, kết nối cốc thứ tư ở đây với cốc nhân loại bên đây theo cái con đường kết nối với nhân loại. Nếu mà ai không nhớ thì xem lại cái Facebook đi, hay những mấy hội thảo trước đây mình chia sẻ làm cốc nhân loại như thế nào. Thật sự cốc nhân loại lại cũng như đây nè, quên cái hình bên trái này đi, đây là cốc nhân loại kết nối, nó có thêm sợi dây ở đây nè, như đó thôi à. Đó là kết nối cốc nhân loại. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình clear all đi và giải thích về năng lượng. Nếu mình nói về năng lượng mà góc độ khác á, nó là thêm năng lượng hay là lấy năng lượng đi, thì nếu mình nói về axit, nhưng mà axit nó nằm ở đây, bao nhiêu người lấy axit đó
đi chụp hình xem hào quang như thế nào, bao nhiêu người lấy đó đi gọi là kiểm tra, đi kiểm tra là phải đi lấy cái gọi là spectroscopy mới thấy được đó. Tại vì khi mình nói chuyện, ok tôi làm gen kẽm, cái dung dịch này trong cái khoa học này nó không phải là mới mẻ, nhiều người đã làm qua rồi, nhưng người ta không hiểu cái giá trị của nó và chưa hiểu qua sâu sắc hơn về cái mô hình, nên cái công nghệ CAS cho ta thấy sâu sắc hơn là khi mình cung cấp, nếu mà để những kim loại như là kẽm ở trong cái dung dịch muối, nó tự gã xuống oxy hóa trong giai đoạn bình thường, sức mạnh nó năng lượng như thế nào, so sánh với nếu mà mình bỏ nano đồng ở đây, cái nano kẽm này ra, nó sức mạnh cái kẽm này, cái oxy, xin lỗi, không phải nano kẽm, cái axit kẽm này nó ra nó khác biệt như thế nào. Và nếu mình nano miếng kẽm này nữa bỏ trong dung dịch khi nó thành axit, trong cái chuyện từ trong cái khoa học nó sẽ thành cái gì. Thật sự trong đây mình nói trong cái quá trình này, cốc một mà nó làm ok tôi làm ra cái gas kẽm, kẽm là một cái lời nói để dễ nó dễ phát nó nói chuyện để giải thích thôi, chứ thật sự ok tôi làm dung dịch này trong đây nó có kẽm đồng CO2 magie canxi natri, nói là nói một cái là mắc hơi luôn á. Thật sự khi nói tôi làm dung dịch cái lò cốc một này làm được ra kẽm động định cảm xúc để cho một cách đơn giản để chia sẻ thôi, chứ không phải nói tôi làm cốc một ra CO2 kẽm đồng canxi kali đủ thứ hết trơn. Thật sự khi mà bạn lấy cái thằng cốc một này đi thí nghiệm spectroscopy đó, nó không chỉ ra là gas kẽm thôi, nó ra một cái thập cẩm, một cái thập cẩm về năng lượng. Khi mà nói chuyện tôi làm ra gan đồng, tôi làm cái CO2, tôi làm cái kẽm, đó là một cái từ tóm tắt dễ dàng để chia sẻ thôi, chứ không phải nói là ok trong cái dung dịch này tôi chỉ làm chỉ ra được cái đó thôi. Thứ hai nữa, khi mà nguồn gốc năng lượng như thế nào, cũng như mà nói mình chia sẻ, bao nhiêu người đi cảm nhận năng lượng khi mà axit của kẽm miếng bình thường nó đây, thằng kẽm nó axit mà nó bị nano, miếng kẽm nó bị nano, và axit mà bị cho mà cung cấp thêm cái pin plasma, mấy cái trường là khác biệt như thế nào. Cái đó trong khoa học hiện tại họ đi chưa nghiên cứu sâu sắc hơn, tại vì họ vật chất quá, họ thấy nhìn một cái góc độ dung dịch và họ nhìn cái kiến thức này họ bỏ vào một cái khuôn và dẹp sang một bên xem là tôi hiểu hết trơn rồi. Thật sự họ hiểu con khỉ á. Đó tại sao thầy Cass đưa cái thằng này cho người ta thấy cái trường khác biệt như thế nào, đi thấy một cái thế giới vô hình, cái trường của nó, cái năng lượng mình làm là khác như thế nào. Nên cái từ này gọi là axit, thực sự nó không phải là cái gas, nó có thêm năng lượng ít hay nhiều, tại vì trong cái trạng thái gas plasma, plasma là vô hình, gas nó có cái trường của nó chỉ giảm tốc độ, trường cũng giống như plasma thôi. Axit nó có axit, rất nhiều axit khác nhau tùy theo mình cung cấp cái năng lượng như thế nào. Cái axit cũng giống như làm khi mà làm trong hoàn cảnh phù hợp giống như này, cái trường nó cũng giống gần gần cái trường của gas thôi, chưa đến đó, chưa đến cái trường của gas, nó vẫn là axit, nhưng axit này có nhiều trường hơn so sánh với axit bình thường. Nên thằng phải lưu ý trong cái quá trình có nhiều loại lắm, nếu mà muốn đi học sâu sắc hơn về gọi là cái khoa học này, cái loại hay cái phản ứng khoa học này, thì bạn phải đi sâu sắc, nghiên cứu sâu sắc hơn về một cái về cái trường của nó, năng lượng nó, và đi kiểm tra spectroscopy mới thấy rõ ràng cái nguyên lý cơ bản để thầy cái giải cái trường là không phải bị rồi axit kẽm hay là axit của đồng bên đây. Cái đầu tiên ông dạy cho một ca là phải lưu ý là CO2, tại vì thằng này là nano đồng, nó 65, xin lỗi nano đồng là 59, đồng thật sự là 63. Khi mà nano đó cái trường nó giảm xuống khoảng 5%, nó thành là khoảng 59. Thằng kẽm này là 65, 65 trừ cho 59 là 6. Khi bạn được tới tạo cái trường của 6, carbon là 12, chỉ cần tạo 6 trường của neutron thì là đủ sức mạnh để kéo và phải tạo ở đây có cái trường của carbon. Cái trường carbon này nó lấy từ mọi trường xuống và nó sẽ bị kết nối với oxy trong nước thành CO2. Đó là
nguyên lý thì cái đang dạy làm sao tạo được cái trường, tạo được cái vật chất. Không ai lưu ý đến đó mà đem ra nói ồ, axit này tôi quen biết rồi, có học không gì mới mẻ. Nhưng cái đạo lý, nguyên lý thì cái đang dạy là lấy trường tạo ra trường để mình tạo được vật chất. Và CO2 là một cái thí dụ thôi, đằng sau này mình phát triển thêm nữa, mình tạo rất là nhiều chất khác qua cái trường. Cái trường năng lượng. Nhiều người cái lúc vật chất quá không học được cái đạo lý đó nên ông dạy đủ phương pháp ở trên, nó sẽ cốc năng loại thứ tư ra cho ta thấy về cái trường. Tại nguyên lý mình đang tạo một cái trường, làm sao tạo được trường carbon, bây giờ mình làm tạo trường nitơ, trường oxy, trường vàng. Ông đã đưa một cái thí dụ cho mình thấy ở đây rồi, để kiểm tra trong đây có CO2 không thì đem cái này ra đi thí nghiệm spectroscopy để trong đó có CO2 hay không, bao nhiêu phần trăm. Và cái phương pháp của mình làm chậm hay nhanh thì cái phần trăm nó sẽ bị ảnh hưởng. Làm càng ngày càng chậm thì CO2 nó sẽ nhiều hơn. Thì mình nói đến đây thôi. Thì ở đây sẽ kết thúc cái hội thảo. Tại mình muốn giải thích thêm về cái thế vô hình này và cái trường, nhiều người chưa nắm được cái nguyên lý của nó. Tại vì khi mình hiểu được cái trường, mình cái trường này là một cái đá 500. Ở đây mình đã tạo cái đá 500 cho cái carbon để tạo ra CO2. Mình có thể tạo cái đá 500 cho vàng, mình lấy cái trường đó hút hết vàng từ biển ra, cái là tạo cái trường cái dầu, mình lấy hút hết từ dầu từ đất ra. Có nhiều tác dụng lắm. Nên đừng có tập trung vào cái axit kẽm hay là axit đồng, nhìn về CO2, CH3 hay là H2, deuterium, tritium. Những đó mình đã trong thực hành trong mấy cái loại phản ứng khác. Sau này khi mà hiểu biết những nguyên lý cơ bản đó, bạn lấy trường với trường để tạo ra cái gas hay là cái plasma, không dùng cái vật chất nữa. Mấy cái vật chất này là dung dịch này, khoa học này là những cái bước đầu tiên dạy cho mọi người hiểu về trường. Thì sau này lấy trường tạo ra vật chất, lấy trường tạo ra plasma để dùng nó, chứ không dùng mấy thằng vật chất này, vật lý này nữa. Ok, cảm ơn mọi người.